Miệt thử check-in 31 tháng 7 2021, thị trấn thứ 11, lưu thông hàng hóa, tấp nập bà con đi chợ buổi trưa. Thank you.
nha bà con. Thường là 3 ngày đi 1 lần đó em, 2 ngày đi 1 lần đúng không? Nên là thực phẩm tươi sống ở chợ cá thứ 11 là đầy đủ. Thank you.
sao không cho nhà con vậy? Ăn chứ. Cho em ít coi. Rồi cho từ thiện nè, tiếp tế cho bà con. Cho em sống thì cảm ơn nha, cảm ơn nha người đẹp. Thôi tiếp tế đi, tiếp tế cho nhiều cái đi qua qua nhìn tính, rồi qua nhìn chúng ta tính với nhau.